mà chụp hồi đẹp ấy. Mà anh quăng gió anh xe, anh xe. Đang ở trong rừng nhá, sáng mai là tối nay là pha Tuấn Sơn Niết thì gọi lên đội tâm với Niết thì nặng Niết thì nặng nhá. Em vừa đi qua một chuỗi cầu đang thấy câu cá mấy em câu ở dưới đấy, trông các bạn ngon.